Cuối tuần vừa rồi, nhà Thanh có một buổi ăn chiều kiểu ăn potluck với ba cặp bạn rất là vui. Thanh nấu cháo nghêu đặc biệt, làm tôm và steak nướng. Các anh chị khác thì góp bia, sò, vịt quay và bánh khoai mì nướng. Mời các bạn coi mấy anh Lai Rai, mấy chị cũng nước ngọt vào chiều cuối tuần. Cho nó ăn đấy đi. Còn tiếng Việt Nam, tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc rồi vậy thì là 4 năm. Không có gì. Chúng ta cần phải nghiên cứu mà tính cách của nó để tìm kiếm nó. Mấy cái bao, mấy cái bao ngát kia. Như vậy. Muối đi. Hấp dẫn. Cơm em đâu? Cơm em chưa nướng. Đừng để em đây nướng luôn. Ồ, anh cần cái bao tay tách cách nhiệt không? Em có. Phải. Kim. Con lấy này vô đưa cho mấy miếng chanh, ăn chanh không thì giặt chanh vô nha. Chanh tiêu nha. Ba nghĩ cái này cầm vô đi Kim. Này để trên bàn ai ăn hết thì. Đúng. Để bàn cầm. Anh dịch quay đó được gọi là ép mỡ hả chị? Hấp dẫn kia chưa? Đây mình sắc thành miếng nhỏ. Tôm này lúc sống thì cái màu lại đỏ tươi hơn là lúc chín. Có lạ gì đó. Tôm biển nè. Dạ. Tôm biển. Lúc sống thì nó màu đỏ tươi hơn anh ha. Nó nằm trong muối rồi nó đỏ rồi. Chắc ba lên. Wow. Rồi quay lên cả làng. Ba trét ít quá. Anh phải trét những cái xíu vô nó mới ngon. Không ai. Hai đẹp trai. Thấy con sò này ngọt ghê. Dạ. Yeah. Nó ngọt. Mới. Dạ, nó rất là ngọt. Mới mới. Gì á? Đây. Nó còn quá lại mặt kia. Nó còn nữa. Cho nó cháy cho. Cho đậy nắp lại cả nhà. Ô, mình thấy chín quá rồi đó anh. Chín rồi. Chín quá rồi. Cho mặt chưa chưa. Cho nó sáng. Chưa quá chín rồi. Quá chín rồi. Chưa em. Anh cho nó xém cái đi. Ờ, ok. Dạ. Để nó xém cái đi. Còn vô đây chưa có nướng nè. Cái màu tôm sống nhìn rất là kỳ nóng á, lấy còn mới bỏ ra nóng dữ lắm nhỉ. Lấy anh bé bên kia. Thôi anh ăn thôi, anh mới ăn thử thôi.
mới giáp bọn em rồi. Ngon quá, nó mặn mặn mặn. Ăn mắc cỡ sao mà còn xây mặt, không xây mặt qua đây vậy? Ngọt ha, nãy em ăn thử con thấy ngọt. Để cho tôm lên, tôm này là hâm, hâm để lâu. Thơm quá trời thơm luôn. Món này gọi là món tôm sinh đôi. Đây, tôm sinh đôi. Thơm quá, Galaxy đậu qua nè. Cho tôm được không? Chưa có con nào không? Đưa anh em mình cái chị này cũng lên luôn à. Cảm ơn chị ơi. Chị ơi. Anh em mình thôi nha. Không. Anh em mình có, nha. Có cho chị vô với. Anh em mình to như chị đâu ra vậy. Được chưa? Đi vào rồi. Có cái lưỡi kìa. Thôi thôi được rồi, đang chưa. Đi vào đây. Thèm lắm luôn á. Đi chưa? Đi chưa? Đi chưa mà đang chưa. Vậy vậy. Ngồi xuống tay cho mình. Anh hả? Anh em mình chứ có chị đâu mà đứng. Anh nhiều quá đây. Cái này là lên TV đó hả? Yes. Tài. Không những lên TV mà còn lên luôn cả tài. Tài không? Tài tử này đóng phim là không được tiền. No khách xe. Cho lên là mừng lắm rồi. Giống con tôm đỏ đỏ ở tôm biển anh. Ồ đúng rồi, con tôm này con tôm đỏ gồ rét, tôm biển mà. Tôm đỏ đỏ này là tôm biển. Rồi, đang được không? Không có, đưa ngồi ăn nguyên khoai không có tiếp. Không, đó. Ăn gì hết đó. Thèm đây. Nó ăn mấy công mình này, mấy công mình. Hết rồi, con thèm quá nè, con lại đây. Nè. Nó đi tùm lum trong nhà. Con lại đây. Từ phút nữa. Ngon quá luôn á. Ngon, phải cho cái dĩa bỏ ra. Có cái bàn nào nhỏ hồi sáng đem ra. Ngon quá ha con. Có cái bàn nào nhỏ đem ra. Ngon chưa ơi, nó ngon chưa, nó chua lắm chưa. Keep fine, keep it fine. Rồi, okay. Hai. Nó. Cho con cái nè. Cái này của thầy. Cố thầy là cố thầy, không có đụng vô. Nè, cho con cái này nè. Con lấy cái này không? Biết cái này không lấy hả? Xin ăn quá trời. Cái của thầy mà dành với thầy gọi. Khoan, bỏ cái đầu khác. Để nguyên quá. Nốt. Nốt. Ủa, nóng quá. Nóng. Nóng thổi vừa ăn. Nóng. Ê, không được. Ăn nóng rụng răng con ơi. Rụng răng á, nóng gì lắm con. Cho con uống miếng bia đi. Con uống miếng không? Uống miếng. Cậu uống miếng thì chú cho con miếng thịt. Uống miếng cho mình cho miếng mồi. Cho nó ok cái không đứng ra chơi nữa rồi. Chạy liền luôn. Thank you. Quá nóng quá. Nữa hả con? Nghe kêu là hot dog không? We need dog đúng không? We need dog. Nè, we need a punch. Không được, cái này có thầy. Cái này có thầy. Có muốn không? Nóng. Anh đang ăn đau bụng chưa này? Ăn sau tối nên nó xỉ, nó bắt đền em, nó nhà. Không cho ăn nhiều đâu. Thấy chưa anh? Thấy có người hâm rồi đó, thấy chưa? Tối nay có vấn đề gì là biết người nào rồi đó. Chị đã lớn tuổi lắm rồi nè. Lớn không? Nhỏ mà. Ăn chứ. Ai anh? Không, nó mới chương tuổi nữa. Dạ chương tuổi. Để bàn thôi.
cho cái liêm mình ra. Tại nhiên đang húp cháo anh. Đang húp cháo. Nóng, đang húp cháo, tập trung để thổi. Đang tập trung nhiệt dùng, đang thổi ai cũng thổi ra. Thổi vui vui đi. Đây là ổ bánh khoai mì của người bạn đem tới. Rất là ngon. Wow, khác quá trời. Đẹp. Thơm quá thơm. Này là chắc được rồi, cho mấy anh ăn rồi. Này, con này tí vào làm rồi. Wow, thịt tôi muốn mở luôn. Thịt tôi muốn mở. Xã mình nướng cái miếng thịt gì đâu mà nướng không có khéo, không có đẹp. Nhưng mà nó nên nghiệp nó nuôi nó mang nhiều con lò đấy. Nghe nhau vậy. Nó có thầy. Anh đang thấy thịt nó có mềm hơn bình thường không? Mềm quá. Nó có cái mùi thơm thế nào anh? Mùi thơm nó trông nó đã lắm thiệt à. Ướp vừa ăn á. Vừa ăn anh, không mặn á. Thử coi mùi gì ta? Thử hoài hết thịt người ta. Ở đây mới nở coi nó mùi gì. Thử hoài hết thịt. Không, anh thử cái miếng thịt đó đi rồi anh thử cái miếng dưới, tại vì hai miếng thịt mỗi miếng nó có cái mùi vị khác nhau. Đúng rồi. Cái T-bone này khác. Dạ đúng rồi. Và cái rib bar ở trên nó khác. Dạ đúng rồi. Em ướp hai mùi vị khác nhau. Hai mùi vị khác nhau. Dạ, thì anh cho em thử miếng dưới thử ra làm sao. Cắt hoài anh qua anh thử hoài anh mua anh chưa. Anh chưa đâu thuốc. Anh ăn mềm thế sao anh Hiếu? Cái đồ mềm nó mềm. Mềm đã luôn á. Trên mềm ngon. Mà dưới cái vị nó thơm ngon không? Mua okay. Cái loại con phao ngàn mấy á. Nó mềm để vô là tiêu luôn. Nó tan luôn hả? Tan luôn á. Có chứ không? Tan đâu? Nó tan gì? Đúng nó tan. Nó gọi là bao gì? Bao gì của Nhật á? Mà Kobe hả? Kobe Kobe gì? Kobe. Kobe gì? Kobe, Kobe. Biết Kobe bear, Kobe bear beef. Con bò có thịt bò thịt xỉ nữa phải không? Thế là thịt bò gì mà nổi tiếng của Japan thôi. Bò nuôi. Lexi, no baby. Nó phải đông lạnh anh. Phải làm đông lạnh. Nhưng mà áp lực tới 36 tiếng đồng hồ nó mới cho anh. Đó thịt bò đó. Còn thịt gà thì là 12 tiếng là xong rồi. Nó cũng gọi là tenderize đó, phải làm cho mềm anh. Thịt heo cũng vậy. Dạ. Còn anh làm ra anh ăn liền nó không có ngon bằng của nó như vậy đó. Cái nó ngon thì có thanh. Ướp ngon á. Nó đòi ướp ngon, ướp mùi vị gì nó nói lên cho bà con biết chứ. Mùi gì? Không. Mèo nó em không. Cái này mà bà ngoại anh mà còn sống ăn bà thích lắm á. Vậy hả? Mềm. Nó mềm. Mọi người không có răng ăn được. Dạ chưa, làm miếng đó chưa? Anh mà cứ hút đó. Hết được thuốc là xong á. Ăn đi ăn đi, mới cũng không hảo thịt bò. Dạ anh chưa nghe nó không hảo thịt bò. Bà xã thì phá phái ăn thịt, mì thì chỉ có xì phút chơi. Miễn ghế rồi kiếm ăn kìa. Giờ miệng từ nãy giờ có ai cho ăn đâu? Có chứ, mình á. Ồ, mình với bộ mình hỏi có người khai ra nha. Tối nay nó có gì là biết nha. Biết người nào nha. Mà mình níu áo nha. Bởi nãy anh chồng anh ra nói để lắc xì này bị gì tối nay gọi anh chưa? Có lâu ăn lần anh chuyện không sao đâu, cho anh chưa đâu. Lâu lâu cho thử miếng thôi hả?
con bé kia chưa cho miếng nào hết trơn á. Còn nó ngon không? Từ ra ra cho tới phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp nó làm hết. Không có đâu. Chưa chết. Không có đâu. Đó mày đi té ra là chết chưa. Con bé kia có vẻ hiền quá rồi. Còn có nói dữ hơn này chứ. Thương mẹ lắm á. Mẹ đeo canh nhiều hơn. Dạ, cả này chắc đeo hiểu nhiều hơn. Dạ, cho nó không có đeo. Nói chúng ta lê không? Coco, hi sweetie. Cho là đeo à.